Vũ Khắc Tiệp tình nguyện làm bố con của Ngọc Trinh khi nghe tin người đẹp có bầu. Mới đây, trong buổi giao lưu trực tuyến, Ngọc Trinh bị đặt vào tình huống dở khóc dở cười khi nhận thử thách gọi điện cho Vũ Khắc Tiệp mà thông báo đang mang thai. Chưa dừng lại ở đó, thử thách đưa ra cho người đẹp khó hơn khi thông báo mang bầu, nhưng cô không muốn liên quan đến bố đứa bé, mà mong muốn Vũ Khắc Tiệp làm bố của đứa trẻ. Tưởng chừng người đẹp Trà Vinh sẽ từ chối thử thách trên, nhưng khi nghe xong thử thách, cô tỏ ra hào hứng đồng ý chơi ngay và luôn. Ngọc Trinh gọi điện cho Vũ Khắc Tiệp nhưng anh không nghe, tưởng như kèo đã bể, nhưng ngay sau đó, Vũ Khắc Tiệp đã gọi lại cho Ngọc Trinh. Bắt máy đàn anh, không hề lấp lửng Ngọc Trinh diễn cực deep. Cô nói, em có bầu rồi, anh nhận làm ba đứa bé được không? Vũ Khắc Tiệp bất ngờ trước thông báo trên, anh lập tức hỏi dồn dập, thật không vậy, thật không? Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đáp, thật, giờ không liên quan đến ba đứa nhỏ, giờ anh nhận làm ba nó đi. Thấy Ngọc Trinh nghiêm túc, Vũ Khắc Tiệp hỏi lại, em nói thật hay đùa đấy? Vòng eo 56 khẳng định chắc nịch là thật, không chút ngần ngại, Vũ Khắc Tiệp đồng ý làm ba đứa bé. Đoạn hội thoại siêu lầy trên của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến dân tình thích thú. Đây không phải lần đầu người đẹp troll đàn anh, cả hai gắn bó bên nhau kể từ khi mới chập chững bước vào showbiz, cũng như sẵn sàng đồng hành với nhau bất kể mọi hoàn cảnh khó khăn. Lâu nay mối quan hệ của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn là đề tài tò mò của cư dân mạng. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã quen biết nhau hơn 10 năm, nhờ có ông bầu mà Ngọc Trinh mới từ một cô gái bình thường trở thành nữ hoàng nội y nổi tiếng như hiện nay. Nhưng không chỉ thân thiết như người nhà, Vũ Khắc Tiệp cùng Ngọc Trinh còn nhiều lần khiến người xem đỏ mặt vì những hành động thân mật của một cặp đôi. Ông bầu thường xuyên đụng chạm vòng ba của nữ hoàng nội y một cách rất vô tư thoải mái như hai người đang hẹn hò. Vũ Khắc Tiệp từng đưa bố mẹ ruột tới nhà Ngọc Trinh chơi và ông bầu tiết lộ mục tiêu của chuyến thăm hỏi này là để hỏi cưới nữ hoàng nội y. Thậm chí, Vũ Khắc Tiệp còn quay vlog cho thấy bố mẹ hai bên nói chuyện thân mật, bày tỏ mong muốn được làm thông gia của nhau. Bên nhau gần 20 năm, Ngọc Trinh vốn được biết đến là chân dài số 1 của Vũ Khắc Tiệp, được ông bầu cưng chiều nhất. Song mới đây, cư dân mạng được phen hoang mang khi Vũ Khắc Tiệp sánh đôi bên cạnh cô gái khác, thậm chí còn để cô hôn và không ngại gọi là vợ. Gà cưng mới của Vũ Khắc Tiệp tên Angela Ploy là người mẫu Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam. Cô không chỉ được góp mặt trong các chuyến du lịch riêng tư cùng Vũ Khắc Tiệp, mà còn được ông bầu giữ mối quan hệ ngọt ngào, quay clip đời thường tình cảm như người yêu. Clip mỹ nhân Thái nũng nịu với Vũ Khắc Tiệp thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người thắc mắc, phải chăng Ngọc Trinh đã thất sủng khi gần đây Vũ Khắc Tiệp chỉ kè kè bên chân dài quốc tế này? Trên trang cá nhân, mỹ nhân Thái Lan khiến nhiều người trầm trồ vì những hình ảnh khoe dáng với bikini vô cùng sexy, hình thể khỏe khoắn, bén hơn dao của Angela Ploy được đánh giá trên cơ Ngọc Trinh. Để trở thành Vũ Khắc Tiệp như ngày hôm nay, có địa vị, kinh tế, thỉnh thoảng rủng rỉnh cùng gà cương đi du lịch vài ba nước châu Âu hay có mặt trên những thảm đỏ danh giá, thì Vũ Khắc Tiệp cũng trải qua những tháng năm khởi nghiệp gian khổ như bao người. Trước đây, ông bầu 8X từng làm nghề hầu bàn trong một quán bar, nhà hàng, rồi sau đó là đã theo một khóa đào tạo người mẫu thời trang tại nhà văn hóa thanh niên. Năm 2007, Vũ Khắc Tiệp thành lập công ty VF và tổ chức đêm hội chân dài đầu tiên. Để có được công ty này, anh đã đưa ra một nước cờ liều lĩnh từ một kẻ tay trắng và chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hay xây dựng công ty. Nhờ vào sức mạnh của truyền thông kể từ lúc mạnh dạn thực hiện chương trình đêm hội chân dài, thì cũng từ đó danh tiếng của công ty Khắc Tiệp được nhen nhóm dần. Trải qua 12 năm, giờ đây Vũ Khắc Tiệp đã có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Anh đã thành công đưa những gương mặt không tên tuổi trở nên đình đám và triển vọng trong làng mẫu Việt. Một vài người mẫu nổi tiếng được biết đến đã đang và từng là gà nhà của ông bầu Vũ Khắc Tiệp như Ngọc Trinh, Linh Chi, Kỳ Hân, Võ Cảnh, Quỳnh Hương, Trương Mỹ Nhân, Minh Tú.